quá trình đang làm thành phẩm rồi. Bây giờ ở đây còn một dĩa hột nữa chưa làm xong, là nó giống như vậy nè, đang trong quá trình làm. Và cái này muốn làm nó phải coi bằng kiến hiển vi, bởi vì nó cực kỳ siêu nhỏ và cực kỳ khó làm. Đang làm nè, những máy này làm hoàn, đang học vô, đang hoàn thiện. Cái này cũng mình sắp xong rồi. Cái này nó là cái này nè, cái này hoàn toàn là học tấm kim cương rồi, hết một tấm, đang trong quá trình hoàn thiện. Làm mỗi cái như này thì mất thời gian lâu không? Một cái như vậy mất thời gian khoảng mười mấy ngày, 17 ngày chờ một chút của tôi học thôi nha, ghép học thôi. Nó li ti nhỉ nhỉ gì nè. Cái này đã thành phẩm, chỗ này trong quá trình. Anh làm nghề này bao lâu rồi anh? Dạ 12 năm. 12 năm? Dạ. Thường thường thì thợ mà làm cái này thì khoảng bao nhiêu năm thì mình thành thạo anh? Thì 4-5 năm trở lên. Bây giờ là gắn từng hộp luôn nhé ha? Đúng rồi, mình gắn từng viên luôn. Sao anh làm thử cho em xem thử. Cái này phải sử dụng kính hiển vi để gắn ha. Dạ đúng rồi, tại vì đá mình nó nhỏ, da mình phải sử dụng kiến để nó phóng lớn lên, để mình làm những cái chi tiết nó khó. Khi mà mình đính kim cương này vô, mình có sử dụng keo gì mình dán để cho nó cố định không, hay là mình đính vô bằng thủ công thôi? Cái này mình dùng vàng để đính đá, tức là gọi là chấu á. Chấu. Mình có cái chấu như là ốc vậy hả? Đúng rồi. Này anh làm bao nhiêu năm rồi? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Ừ. Mình có học trước rồi mình bao lâu thì mình mới làm nghề mới làm được không? Tức là mình phải học nghề qua một quá trình nghề. Thấy không anh? Nó thấy anh không? Nó thấy anh. Bây giờ mình đi coi tiện mấy vàng. Đây là cái chỗ mà bản vẽ thôi, với gắp kim cương thôi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới tầng lầu coi tiện những mấy cái vàng này. Đây là trong quá trình làm những mấy cái phụ kiện điện thoại bê tông này, tất cả này đều là kiến hiển vi coi ha. Bởi vì cái này cái độ chính xác là tuyệt đối, là không có cái sai sót từ viên một luôn, cũng không có sai sót. Đây là coi toàn cảnh. Mấy cái gì ở ngoài? Ảnh đang làm cái nắp này nè, ảnh đang làm cái nắp này.
Cái loại gia công làm được hết, nhưng mà đây là cái xưởng làm và giá thành rẻ nhất luôn, rẻ nhất tại Việt Nam mình, và tất cả mình sau này mình sẽ mở ra bán lẻ phụ kiện và điện thoại. Mình mở Sài Gòn này mình sẽ mở trên 30 cửa hàng, trên 30 cửa hàng bán lẻ phụ kiện và điện thoại. Dạ, thôi anh. Và cái giá thành của mình đưa ra gì rẻ, rẻ hơn họ thị trường bên ngoài từ 30-40%. Thì hồi mà sau khi gia công thì nó cái mà rẻ nhất là bao nhiêu? Nếu mà cái mà rẻ nhất là trên 200 triệu, như cái này nè trên 500. Là nó có gì, có đánh giá gì? Cái này là một tấm kim cương thiệt, cái này hoàn toàn là vàng hết luôn, vàng luôn, khói hết luôn. Vì các bạn cũng coi đó, cứ làm trực tiếp nó này làm kỹ mỹ lắm. Nếu một cái này nè, nếu mà mình nghiên cứu làm 4 năm rồi, bỏ ra hàng tỷ để nghiên cứu và làm những cái này, bây giờ đã làm thành phẩm rồi. Còn cái này là zin, chưa lên kim cương, miếng này là zin hết. Anh, cái giá hơn 500 là bao gồm cả điện thoại hay là khách chỉ mang điện thoại đến thôi? Bao hơn 500 mà bao gồm luôn điện thoại luôn, à. Đánh những mấy cái hạt kim cương này, hạt tấm. Còn nếu mà khách làm cái gì gia công thì theo điện thoại lớn nhỏ. Bàn phím những mấy cái nút này nè, cả đều đang làm bằng phím hết. Trong quá trình làm bằng phím á, cái vàng thiệt của mình á, thì nó giống như cái cục đồng vậy á, mình chưa có đánh xi với mình chưa đánh bóng lên. Các bạn cứ coi trong đây, đây là bàn phím. Cái này cái sơ xuất nó gần như là không, cái sơ xuất nó từ gem một luôn. Cái này nó không có mà để cho một lỗi, bất cứ lỗi gì ở trong đây hết. Đúng rồi, chứ một cửa hàng mình đầu tư hơn 5 tỷ tiền điện thoại, 5 tỷ tiền điện thoại và giày dép và tất cả đều là bằng vàng hết. Những cái hàng xa xỉ là những cái hàng đó là cửa hàng mình đều có, giống như nón vàng, giày dép vàng, túi xách bằng vàng, tất cả đều bằng vàng hết. Và ở đây vừa làm bê tu, vừa làm những mấy giày dép bằng vàng hết luôn. Cái thương hiệu ở đây là thương hiệu bê tu. Có nghĩa là cái dép bằng vàng tương sắp tới anh tung ra thị trường là cũng làm ở đây luôn? Đúng rồi, cũng là từ chỗ này làm ra luôn. Cái nón cũng bằng vàng luôn. Cái nón là nón này là nón da cù luộc siêu mỏng, nó còn mỏng hơn cái miếng vải mình nữa. Mình đội vô nó rất là mát và nó không bị hầm cái đầu. Và những mấy cái nút mà giữa đầu với những mấy nút khóa đều là làm bằng từ ở đây, đều làm bằng từ vàng ra. Nón da cừu hay? Đúng rồi, nón da cừu. Nón da cừu và nó mình làm ra là sản phẩm độc nhất thế giới này luôn. Và gần như là không có ai làm được cái nón da cừu. Và nón da cừu mình làm sản phẩm hoàn toàn là bằng vàng hết. Cái nón này ở Việt Nam đã có chưa? Chưa có tiền lợi gì. Mình làm những cái món mà giống như dép vàng, vỏ túi sách bằng vàng, đồng hồ vàng, dây nịch vàng, và chưa có Việt Nam này. Mình là cái người đầu tiên làm hàng loạt, và một cái tỉnh thành, 24 tỉnh thành của Việt Nam là một cái tỉnh thành là có một cái cửa hàng tượng trưng miền Tây, bất cứ miền Tây, một cái thành phố nào cũng đều có cửa hàng mình ở đó hết. Nhưng mà riêng thành phố Hồ Chí Minh mình có trên 30 cửa hàng. Từ đâu anh nghĩ ra cái việc là mình làm những cái đồ vật dụng bằng da cừu anh? Tất cả là da cừu, da dê và da bò, dưới da đà điểu, là tất cả da của mình đều là da luộc hết, là nó rất là mỏng và nó là siêu bền. Cái nguồn da của mình thì mình lấy ở đâu? Cái nguồn da của mình là nhập về từ bên Indo về, dưới bên Malaysia. Chứ còn da cá sấu thì mình nhập từ Việt Nam, thì Việt Nam da cá sấu rất là nhiều. Và những cái sản phẩm mình làm ra gần như là
trên thế giới này có, nhưng mà ít có đất nước nào lắm. Mình làm cái sản phẩm cho người Việt Nam này sau này giá thành thấp nhất, mà cái sản phẩm đó là đặc sản nhất, giá thành thấp nhất và bền nhất, và mỗi người đều có mang sản phẩm mình đều là có vàng thiệt, đúng vàng 7.5 tuổi, giống vàng 7.5 tuổi, giống như cái điện thoại này nè. Sau này những mấy cái phụ kiện điện thoại này mình sẽ cung cấp cho cả Đông Nam Á mình luôn, tất cả đều mình sẽ cung cấp điện thoại này và phụ kiện, và những mình có một cái nhà máy sản xuất cái này ra, cái giá thành thì sẽ rẻ hơn ở ngoài đến 30%, bởi vì mình không có thuê mặt bằng, mặt bằng nhà của mình vì mình bán sẽ rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều, bởi vì đây là đích thực, đây là một cái nhà máy sản xuất cái này ra luôn, không có qua bất cứ tay ai hết. Từ đâu mà anh biết cái cơ sở sản xuất này? Cái sản xuất này á là quận 12. Là mình làm thuê một cái nhà máy quận 12 ngay cái nhà căn biệt thự mình đang xây dựng á, là nhà máy này nhà số 12, mình làm ở quận 12. Và tất cả thợ của mình đến 12 người. Làm chỗ này đến 12 người. Và thợ mình trên 10 năm kinh nghiệm hết. Những cái sáng tác này bây giờ giống như như vậy nè. Các bạn thấy không, đo trước bằng viên ở đây vừa như là không có một cái chút gì để sai sót hết. Nếu mà sai sót đo bằng viên nó rất là siêu mẫu, cái độ chính xác nó rất là cao. Ở đây vừa như không có làm sai, vừa như không có một con số sai nào trong đây. À, các bạn cứ coi ở đây đang làm bàn phím. Mọi người có thể thấy là chiếc phím điện thoại sẽ do anh này làm. Cái này là nắp lưng. Anh này sẽ đo sự chính xác của từng cái phím một. Và anh này sẽ đính kim cương rồi vàng lên chiếc bàn phím này. Anh là chuyên về làm các nắp lưng hả? Rất là công phu. Cái gì xung quanh hả? Mọi thứ đa phần phải dùng máy để đo được chính xác. Công việc này rất là tỉ mỉ và rất là mất thời gian. Coi cái khe hở nó có điều không? Khe hở mà không điều thì mình gắp cái nắp phím, bàn phím vô nè, hở của nó sẽ không điều. Cho nên mình hãy kiểm tra, nếu mà chưa đều hoặc là chưa đủ gem á thì mình phải dũa thêm. Nếu mà mình làm lớn hơn rác cũng là tình, nói chung là phải chính xác tuyệt đối. Cái này là mình đang làm gì đâu? Đây là cái phần lưng của chiếc Vetu đang được anh này mài dũa và rất là tỉ mỉ. Chúng ta sẽ coi máy tiện. Máy cắt CNC 3D. Nó sẽ cắt mấy cái lỗ này ra nè. Nó sẽ cắt mấy cái lỗ này ra. Các bạn nhìn coi.
mang file mấy này.